hai cây ổ các bạn. Cây ổi này rác nó ở trong ngược sáng nó tối bằng. Cây ổi này là một này đang um tùm lắm mà chả thấy quả nào. Cái này nhiều quả lắm, trước nhiều quả lắm mà chắc mới cắt nó ra cái lứa này đâm ra là không có quả, quá mất lứa hoa. Và cây này, cây siêu ổi này, siêu ổi này khô lắm này, rất khô này. Cái cành ở phía sau này thì hôm em thu ngắn lại đây thì nó lại ra được như này rồi, ra như này rồi. Thế còn phần trước này thì lại đang cắt được rồi, cắt được rồi, không cắt là nó bỏ chi kìa. Đấy, nó bỏ một số cái chi cũ rồi. Đấy, cắt bây giờ phải cắt luôn. Đấy, ví dụ như cái này, cành này nặng nề quá, mặc dù chưa hẳn to đâu nhưng mà cắt thôi, cắt để kích thích, không có nó lại bỏ những cái răm bị tối này, nó cũng rất là hằn dở hơi. Cắt thôi, cắt xong sẽ thì quay chi tiết cho các bác lại nhé, những cây quen thuộc mà. Chén cây này trước cho nó mát, sau đến được cây kia.
báo cáo kiếm được cái nấm mề đội nắng lắm, nhiều sâu gióm lắm cơ, sâu gióm quá nhiều luôn, trời ổi rất nhiều sâu. Thank you.
Thôi tạm thời thế các bác. Nắng quá. Ướt hết cả người. Đây. Siêu ổi đây. Siêu ổi nghĩa là vừa nói đến chuyện là một cái cây dáng siêu. Cái thứ hai là một cái cây to, siêu là vừa super ấy. Vừa các cái hiểu theo nghĩa nào cũng được. Cây ổi dáng siêu hoặc là một cây to cũng được. Đấy. Thì hai thân chung một gốc thì nó điệu đà này thì gọi là tỉ muội. Chứ nó khỏe khoắn thì gọi là huynh đệ. Đấy, tùy các bác. Đấy. Này, giới thiệu lại với các bạn. Phần đây nó bóc vỏ ra. Đỏ au thân này, tí nó phun tí nước vào nó sẽ lên màu thì nhìn nó phê lắm. Và nếu mà em tính là lọc hết lá mà thôi. Lọc hết lá thì mùa này nắng lắm. Cứ để vậy một vài lá này cho nó mát. Đấy, phần đằng sau đây. Phần đằng sau đây. Đợt trước mà nói là phần đằng sau nó mạnh hơn đấy. Ở cái phần này này. Nó có hai cái thân này này. Nó khá là đẹp. Vườn mây rất là đẹp đấy nhưng mà. Nhưng mà nó tốt quá, lâm ra nó phát triển mạnh hơn cái phần đằng trước. Đó. Thì chờ mãi về phần đằng trước nó mới phá thế lên được một chút thì là mình cắt. Thì bây giờ lại chờ nó lên, chờ sạch tốt mới không cắt đi thì nó sẽ chết đi những cái rằm nhỏ yếu ở đằng trong, nó sẽ bỏ xăm. Đấy, nhiều khi là phải cân đối, cắt lúc nào và cắt để cho nó cây nó không bị vừa không bị hỏng mà nó vẫn phát triển được. Đây là cái ổi đây. Cây nó khá to này, cứ quay gần thì các bác chỉ nhìn được một số chi tiết, quay xa thì nó chỉ tổng thể như này thôi. Này. Lần nào tôi về tôi cũng sẽ quay cái này vì là mà lâu lâu mới về một lần mà các bác, thì cứ về lần nào lại được cắt lần đấy. Không cắt phần đuôi thì cắt phần ngọn. Đây. Đấy. Ngoài kia trời vẫn nắng gắt. Trong này thì nó có bóng râm rồi nhưng mà nóng oi lắm. Đấy các bác nhỉ. Đây thì còn cây này thì nó cứ bình thường này, cứ lên là cắt thôi. Cứ làm cho nó rụt rịt thôi nó cũng không có gì đặc biệt. Nóng bỏng cả cái camera thì bác nóng lắm, cầm nóng bỏng cả tay. Đấy, sản phẩm buổi chiều đấy, trong này bao nhiêu sâu gió, nhiều sâu gió lắm, tí nữa rồi. Bốc đi phải lấy cái cào đi. Chỗ sâu lắm, ổi rất nhiều sâu. Chịu khó đi ra nắng tí để xong rồi. Quay cái phần sau. Thế hôm trước mỗi cái cây xanh này về này, đã làm được gì đâu. Cây này có mấy con sâu vứt ra ngoài này cho nó nắng là chết. Đấy, bác nó đây. Bờ cây này đằng sau nó đây. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Vào tôi không có nắng cảm chết.